Cơ quan Thủy sản Nhật Bản cho biết không phát hiện tritium trong các mẫu cá đầu tiên, cá bơn và cá bơn ô liu được đánh bắt ngày 25 tháng 8 trong bán kính 5 km từ cổng xa thải của nhà máy Fukushima. Cơ quan Thủy sản Nhật Bản cho biết sau ngày 26 tháng 8 sẽ tiếp tục lấy mẫu cá hàng ngày để phân tích và cập nhật kết quả sau một tháng. Bộ Môi trường cũng đã thu thập các mẫu nước trong bán kính 50 km tính từ nhà máy và sẽ thông báo kết quả vào ngày 27 tháng 8. Trước đó, ngày 25 tháng 8, Tập đoàn Điện lực Tokyo TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy cũng khẳng định không phát hiện tritium trong các mẫu nước biển thu được từ khu vực xả nước thải của nhà máy điện hạt nhân Fukushima. TEPCO cho biết sẽ duy trì việc lấy mẫu và phân tích nước biển hàng ngày trong vòng một tháng, đồng thời đảm bảo công khai minh bạch các kết quả phân tích. Nhà chức trách Nhật Bản và TEPCO hiện đang giám sát nồng độ tritium trong nước biển tại hơn 100 điểm ngoài khơi các tỉnh Fukushima, Miyagi và Ibaraki trước đó một ngày cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea cho biết nồng độ tritium trong nước thải được xả ra thái bình dương từ nhà máy fukushima thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép